Bạn thân mến, bạn đang nghe chương trình radio của Bưu điện Việt Nam. Ngay ít phút trước khi thực hiện chương trình này, Tổng đài chăm sóc khách hàng của Bưu điện Việt Nam vừa tiếp nhận một cuộc gọi của khách hàng đến từ tỉnh Cao Bằng. Anh ấy có phản ánh, anh lái xe ô tô xuống giải quyết công việc tại Thái Bình. Trong quá trình tham gia giao thông thì anh ấy đã điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 30 km/h. Và như thế thì anh ấy có được nộp phạt qua bưu điện không? Tổng đài chăm sóc khách hàng của Bưu điện Việt Nam đã trả lời anh ấy rằng theo quy định tại Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h sẽ bị xử phạt hành chính. Và như vậy thì xe ô tô điều khiển chạy quá tốc độ quy định trên 30 km/h của anh ấy sẽ được nộp phạt qua bưu điện. Bạn thân mến, vi phạm giao thông là điều mà không ai mong muốn phải không ạ? Tuy nhiên có thể trong quá trình tham gia giao thông, đôi lúc chúng ta gặp phải một số sai sót bất cẩn. Đó có thể là những khoảnh khắc mà chúng ta không kiểm soát tốc độ, hoặc không bật tín hiệu xi nhan khi chuyển làn, hoặc không quan sát biển báo giao thông nên đi vào đường có biển cấm, đi không đúng phần đường quy định. Rất nhiều những tình huống phải không ạ? Vậy thì nếu không may bị xử phạt vi phạm luật giao thông đường bộ thì bạn cũng yên tâm, Bưu điện Việt Nam luôn đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ bạn thay mặt bạn nộp phạt, nhận giấy tờ tạm giữ và chuyển đến tận địa chỉ bạn yêu cầu bạn nhé. Trở lại với câu chuyện của vị khách vi phạm giao thông mà chúng tôi đã đề cập tại đầu chương trình, chắc chắn một số bạn sẽ có thắc mắc những trường hợp như thế nào thì được nộp phạt vi phạm giao thông qua bưu điện. Trong nghị quyết số 10 của Chính phủ đã có quy định, Chính phủ thống nhất cho phép thực hiện dịch vụ thu, nộp hộ tiền vi phạm hành chính và chuyển phát giấy tờ tạm giữ cho người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên phạm vi toàn quốc qua hệ thống của bưu điện. Còn trong thỏa thuận hợp tác giữa Cục Cảnh sát Giao thông và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ký từ năm 2016, thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, người vi phạm giao thông bị xử phạt hành chính, phạt tiền, thì có thể nộp phạt vi phạm giao thông qua dịch vụ của Bưu điện. Còn đối với những hình thức phạt bổ sung, ví dụ như lỗi vi phạm tước giấy phép lái xe, thì bạn không thể thực hiện qua Bưu điện được. Trong chương trình hôm nay, Bưu điện Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn cách nộp phạt vi phạm giao thông qua bưu điện bạn nhé. Trước đây, để nộp phạt vi phạm giao thông, người vi phạm phải đến trực tiếp kho bạc nhà nước để nộp phạt trong giờ hành chính và đúng ngày làm việc. Sau đó thì đem biên lai nộp tiền đến cơ quan cảnh sát giao thông để nhận lại giấy tờ xe của mình. Hiện nay thì người vi phạm có thể đến các điểm bưu điện gần nhất để nộp tiền hoặc cũng có thể nộp tiền phạt qua cổng dịch vụ công quốc gia. Hình thức nộp phạt này nhận được phản hồi rất tích cực bởi người vi phạm tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí đi lại để nhận giấy tờ và còn giảm thiểu cái tình trạng tham gia giao thông có thể gây ách tắc hoặc tai nạn giao thông. Đặc biệt đối với những trường hợp mà sinh sống tại một địa phương nhưng lại vi phạm tại một địa phương khác, khoảng cách rất xa khu vực mà mình cư trú thì hình thức nộp phạt này rất thuận tiện. Đối với hình thức nộp tiền phạt và nhận các giấy tờ qua bưu điện thì hết sức nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng. Để nộp phạt và nhận giấy tờ qua bưu điện thì quy trình thực hiện cũng rất đơn giản và thuận tiện. Đầu tiên, bạn cần phải đăng ký nộp phạt qua bưu điện. Vậy thì người vi phạm luật giao thông đường bộ khi vi phạm và bị lập biên bản, tạm giữ giấy tờ thì người vi phạm sẽ đăng ký hình thức nộp phạt qua bưu điện ở mặt sau của biên bản và đăng ký với cảnh sát giao thông. Và bước thứ hai là người vi phạm sẽ tiến hành nộp phạt. Trong thời gian quy định nộp phạt thì người vi phạm giao thông có thể đến các điểm bưu điện gần nhà mình nhất để đăng ký và cung cấp thông tin biên bản vi phạm hành chính, nộp tiền phạt và phí dịch vụ. Bưu điện sẽ đối chiếu những thông tin của người vi phạm trên một phần mềm riêng với cơ quan công an để nhằm đảm bảo tính chính xác về mức tiền phạt, người vi phạm và loại giấy tờ tạm giữ, đồng thời thực hiện thu đúng, thu đủ số tiền phạt mà người vi phạm nộp, căn cứ trên quyết định xử phạt và thu tiền phí dịch vụ theo bảng cước phí đã công bố công khai. Bưu điện sẽ thay mặt người vi phạm để đóng tiền phạt cho cơ quan chức năng. Bước thứ ba, sau khi bưu điện thay mặt bạn nộp tiền phạt,
thông tin về việc nộp phạt cũng được gửi đến cảnh sát giao thông, thì cảnh sát giao thông sẽ bàn giao toàn bộ giấy tờ tạm giữ cho bưu điện. Lúc này thì bưu điện sẽ có trách nhiệm chuyển phát nhanh chóng, chính xác, tuyệt đối, an toàn những giấy tờ mà bạn bị tạm giữ tới nhà hoặc địa điểm bạn đã đăng ký nhận giấy tờ. Bước thứ tư là bạn chỉ việc yên tâm ngồi ở nhà và nhận lại giấy tờ từ bưu điện. Thời gian nhận lại giấy tờ thì tùy thuộc vào địa điểm vi phạm và địa chỉ nhận giấy tờ của bạn. Người vi phạm giao thông tại các trung tâm tỉnh, thành phố sẽ nhận lại tất cả giấy tờ trong vòng tối đa là 2 ngày. Còn đối với các huyện xa hoặc tỉnh, thành phố khác thì tối đa từ 3 đến 4 ngày là người vi phạm sẽ nhận được giấy tờ của mình. Rất nhanh chóng phải không ạ? Vậy thì còn đối với chi phí thì sao ạ? Bên cạnh chi phí nộp phạt vi phạm giao thông theo quy định thì người vi phạm giao thông sẽ trả thêm phí chuyển phát giấy tờ từ cơ quan công an về địa chỉ mà bạn yêu cầu. Phí chuyển phát được Bưu điện Việt Nam niêm yết công khai tại tất cả các bưu cục và đã được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bạn hoàn toàn yên tâm về sự an toàn trong chuyển phát giấy tờ nhé. Vì thực tế qua rất nhiều năm triển khai chuyển phát giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính như hộ chiếu, căn cước công dân, hồ sơ thi đại học, thậm chí cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Bưu điện Việt Nam chưa làm thất lạc hay hỏng hóc bất cứ giấy tờ nào. Nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm để chuyển phát giấy tờ vi phạm giao thông qua bưu điện. Bạn thân mến, ngoài hình thức nộp phạt vi phạm giao thông tại các điểm bưu điện, thì hiện nay người vi phạm giao thông còn có thể nộp phạt trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và nhận giấy tờ tại nhà qua bưu điện. Sẽ tiếp nhận giấy tờ tạm giữ của cơ quan công an rồi chuyển đến tận địa chỉ mà bạn yêu cầu. Dù ở hình thức nào thì Bưu điện Việt Nam cũng luôn cam kết trong mọi trường hợp, Bưu điện Việt Nam sẽ luôn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan liên quan để đảm bảo mọi quyền lợi của khách hàng, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của Bưu điện. Còn đối với hình thức nộp phạt vi phạm trực tuyến thì trong chương trình Radio Bưu điện Việt Nam số tiếp theo, Bưu điện Việt Nam sẽ hướng dẫn bạn chi tiết hơn cách nộp phạt trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia bạn nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe chương trình Radio của Bưu điện Việt Nam. Nếu có thắc mắc hoặc câu hỏi gì liên quan đến Bưu điện Việt Nam, bạn hãy thông tin với chúng tôi qua fanpage Bưu điện Việt Nam hoặc email truyền thông@vnpost.vn, hoặc bạn có thể gọi đến tổng đài 1900545481. Bưu điện Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ yêu cầu của bạn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.